Thứ nhất, đây chính là sau chìa khóa nha các bạn nhé. Đây là sau chìa khóa. Sau chìa khóa của Honda Winner là sẽ có dây màu đen, dây màu nâu. Có hai dây màu nâu này, ta sẽ lấy lửa từ hai dây màu nâu này để cấp cho công tắc. Thì công tắc thường có 5 dây các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ cấp lửa cho hai dây của công tắc là dây màu đỏ với dây màu trắng. Dây màu đỏ với màu trắng ta sẽ đấu vào nhau nhé. Rồi dây màu đen một bên là của công tắc, một bên là của đèn, chúng ta sẽ đấu với khung sườn của xe. Xong là còn một bên còn lại thì cái dây màu xanh dương, hoặc cái dây màu xanh lá cây, nhầm, xin lỗi, dây màu xanh lá cây này chúng ta sẽ bỏ không nha các bạn nhé. Dây này chúng ta sẽ cắt đi được. Cái này vừa nãy mình đấu sẵn rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thôi. Xong là còn cái dây màu xanh dương này là sẽ đấu với dây đỏ của đèn, dây đỏ của bóng đèn các bạn nhé, dây đỏ của đèn. Đây. Dây xanh của công tắc này bỏ nhá. Đây, tôi sẽ giới thiệu qua cho công tắc này. Đây là công tắc mình sẽ chế. Chế công tắc ở đây. Đấy. Chế. Công tắc này mình mua với giá là 100.000 nha các bạn nhé. Công tắc này. Đây mình sẽ bật điện cho công tắc này. Đây là mình điện này là mình đấu cuối của chìa khóa, cuối của khóa điện, nên là lúc mà mình bật chìa khóa lên là nó sẽ có điện luôn. Lúc mà mình ấn như này. Đó. Cái này là mình đấu để sáng thôi chứ không phát sinh được nha các bạn ạ. Mình đấu riêng nhá. Mình đấu riêng, không đấu chung với đèn cốt pha của theo xe đâu nha các bạn nhé. Mình đấu riêng. Mình chỉ cấp nguồn ở đây vào công tắc, và cuối công tắc là cái dây màu xanh này sẽ vào bóng đèn, sẽ vào đèn trợ sáng này các bạn nhé. Và sẽ vào sáng. Và cái cuối đèn với cuối của công tắc là dây màu đen nhé. Nó sẽ đấu vào khung sườn xe để cấp mát ấy. Cấp mát là cấp âm ấy, điện âm ấy. Còn điện dương thì sẽ lấy từ đây này. Đây là có hai dây màu nâu này. Cái cục này là cục chớp. Đây là hai dây màu nâu, chúng ta sẽ luồn vào trong, sâu vào trong hai dây màu nâu này. Cái cuối của chìa khóa nên là sẽ có điện 12V. Đây để mình bật lại các bạn xem. Bật lên đèn. Đây là mình đi ban đêm, là lúc nào mà thấy cảm thấy đường mà cái đèn của mình không đủ sáng thì sẽ bật đèn, thì nghĩ là sẽ tốn điện mình. Đây là đèn mình mua là đèn
L6X. Bản này mua trên Lazada nha các bạn nhé, với giá là 200 cả tiền ship là 310 các bạn nhé, để nó rơi ở khoảng 227 đấy, 27-28 rồi đấy. Tổng chi phí mình lắp cái đèn với mình lắp cái đèn và mua cái công tắc này là mất 400.000 bạn nhé. Cái này là mình dùng khoan lỗ nhá, nhưng mà các bạn mà khoan thì phải khoan từ từ nhá, khoan mạnh nhanh quá là lỗ này nó sẽ to quá, nó sẽ không được đẹp. Và bước cuối cùng là mình sẽ thít một dây rút này, mình sẽ buộc chặt vào, bó chặt dây vào. Và lúc mình di chuyển nó đỡ rung, bị đứt dây ra. Chào các bạn nhé, chúc các bạn thành công nhé.